khoe đẹp đúng không bác? Chắc chắn khe, ok, bảo đảm trăm trăm luôn. Những ngực nào mà không có khe, bác sẽ nói không có khe. Nó cũng được cũng dày trong em. Không sao hết trơn á. 303 là cái loại nào đâu? 320. 302 là cái loại nào đâu bác? Đó hồi nãy đưa trong kia có loại 320 đó. Ông lần mua bé này nó cũng ít không bác? Không phải mua ít mà cái lồng ngực bề nó ngang nó nhỏ, nhỏ xíu hàng. Đặt bự lên là vẫn được, rồi đặt 306 bắt đặt vẫn nhưng được. Mà Nhưng mà túi nó sẽ lộ túi thứ nhất, thứ hai nó đè ra. Đè ra hai bên hông nè. Đi tay bị hướng. Còn mình cái lọc ngực bình này ngang từ giữa này ra đây nó bự. Thì mình đặt nó vừa. Em đứa nên đặt 306 ở đây là cái loại nào đâu bác? Đây có không? Có 36 không mấy chứ? Có không? Này 320 nè. Đây 1,5 nè. Rễ to lắm bé ơi. 36 nè. Vậy chứ em không thích to quá đâu, em thích vừa. Rồi mình tính khi nào làm? Chắc mấy bữa nữa có gì em hẹn mấy trợ lý của bác. Dạ. Nên lần thứ 3 mới gặp bác. 36 chứ. Thì em thấy em làm rồi thì tùy mình thôi đó, thì bác nói trước vậy đó là mình đặt vô thứ nhất là lớn quá nó so với giống như mỗi một người cái khoang ngực nó giống như một cái phòng vậy đó, phòng lớn phòng nhỏ, phòng lớn thì mình đặt cái size lớn vô được, phòng nhỏ mình đặt size lớn ép quá cái cơ nó tét cơ sờ thấy túi hết. Bề ngang lồng ngực của mình đứng ra mình đo thử bề ngang lồng ngực của mình đây hơn nhau 2 phân thì cái lồng ngực của mình nó bị nó lớn, thì mình hiện tại là bác làm sao và là bác chỉ đo cái lồng ngực của mỗi người vậy thôi, chứ còn muốn ép vô bác để được hết chung gì hết. Bác ngực này bác 15 đã bác khe 15 khe được được được. Tại ngày xưa ngực em còn gái là nó đã khe nó rộng rồi đó, thì tùy mình về mình suy nghĩ thôi, còn nếu không vô mình ốm thử túi cho coi thử. Ừ à, ốm 320, 340, 360 thử đi. Đó là thực tế nhất. 340 cũng lớn lắm á. Vô thử 320 là bác thấy là bắt đầu là hơi bè rồi. Bởi vì bác mới kêu là 315 để cho nó gom, nó được tính lại á.